Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiếp tục hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp một cái con đường mà ở đây cũng có cái bến, rồi cũng có ven một dòng kênh cũng như con đường lúc nãy, nhưng mà ở đây sẽ hình ảnh ở đây sẽ trái ngược với hình ảnh lúc nãy. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây, gặp bên cái dòng kênh đó là kênh Tàu Hủ, đi thẳng đến kênh Ruột Ngựa, kênh Lò Gốm, bên kia đó là quận 8. Chúng ta đang ở bên sông, bên đây đó là quận 6. Nơi đây nơi tiếp giáp giữa quận 6 và quận 5. Ngày xưa ở đây là bến Lê Quang Liêm, bến Trần Văn Kiểu, và bên cánh trái chúng ta đó là con đường Tổng Đốc Phương ngày xưa, cũng là Châu Văn Liêm ngày nay. Xin lỗi anh chị, đó là con đường Hải Thường Lãng Ông, là con đường Khổng Tử ngày xưa đó hả. Ở đây ngã ba Hải Thường Lãng Ông với lại đại lộ Võ Văn Kiệt, cũng là bến Trần Văn Kiểu đó. Hai cái tòa nhà tím tím, ố đỏ đỏ, xanh xanh, trắng trắng, đó là trường dạy tiếng Hoa. Và phía sau đó, theo lời chia sẻ của anh chị thì đó là ngôi trường Hồng Đức, phía sau đó là ngôi trường Hồng Đức ha. Có con đường Phạm Đôn đi ra chợ Xã Tây, đường Đồng Khánh. Và hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ chạy một vòng con đường này để mình có thể cập nhật được hình ảnh con đường này ngày nay như thế nào. Và hiện nay thì công trình làm như những cái cống thoát nước hay gì đó ở trên con đường đại lộ Võ Văn Kiệt này vẫn đang trong quá trình thi công. Và con đường này về đêm cũng rất là đẹp. Một trong những đại lộ đẹp nhất ở Sài Gòn. Ngày nay thì có thêm đường Phạm Văn Đồng, đường Phạm Văn Đồng ở ngoài khu Tân Bình. Sau này thì cái sân bay Biên Hòa sẽ thông đến con đường Phạm Văn Đồng đó luôn. Ngày nay nếu các anh chị và các bạn ở Tân Sơn Nhất của ở Đồng Nai thì mình đến sân bay Tân Sơn Nhất thì sẽ đi con đường Phạm Văn Đồng đó rất là nhanh. Một đại lộ rất lớn, rất đẹp. Và phía trước mặt chúng ta đó là cây cầu Nguyễn Tri Phương nối liền từ quận 5, quận 8. Ngày nay thì có thêm một cái nhánh ở dưới chân cầu nè. Bên hông cầu ở đường đại lộ Võ Văn Kiệt đi lên cầu luôn nè, rất là thuận tiện ha. Ngày xưa thì đường nào ta cũng ngăn sông cách chợ, nhưng mà ngày nay thì có cầu thông thương hết rồi, đường thủy trở nên đi vào dĩ vãng. Từ từ những cái con phà, những cái bến phà sẽ đi vào hoài niệm. Như ngày xưa chúng ta có bến đò Long Kiển, rồi bến đò Hãng Dệt 13. Theo lời chia sẻ của anh chị thì chắc hôm nào em sẽ thực hiện cái video đó để cập nhật những hình ảnh về bến đò Long Kiển, rồi bến đò Hãng Dệt 13 để anh chị xem cho vui, để biết được Sài Gòn của chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Ta nhìn bên cánh trái, cánh phải đó là con đường Hưng Phú bên quận 8. Bên đó như một cái bán đảo nữa. Quận 8 thì có rất nhiều sông ngòi, rất nhiều kênh rạch, có rất nhiều cầu.
Và so với cái đường ven kênh lúc nãy thì ven kênh đôi lúc nãy thì cái con đường này khác một trời một vực luôn, về cơ sở vật chất, về kiến trúc, về hạ tầng. Thì ở đây chúng ta thấy rộng lớn hơn, bao la hơn, và những cái nhà ở đây cũng lớn hơn. Mình chạy tới tí thì là bến Hàm Tử. Sẵn tiện Nam đi quận 8 về thì qua khu nhà của bạn chị Lan, chị Đào, qua nhà của chị Thu. Rồi sẵn tiện ghi lại vài hình ảnh cho bà con xem chơi cho vui, cập nhật Sài Gòn mùa Noel như thế nào. Sài Gòn thì hôm nay khí trời mát mẻ, buổi sáng 5-6 giờ ta đi ra đường là lạnh run cầm cập. Tại so với mấy ngày trước thì không quen thôi, chứ ở nếu mà các anh chị ở nước ngoài về thời tiết này rất là dễ chịu, mát mẻ. Và con đường này ngày nay rất là có giá. Ta nhìn bên tay trái là khu chợ Hòa Bình. Bữa mình có đi ngang ngôi nhà 324, 330 nè. Hôm nay chúng ta có dịp nhìn từ xa nè. Những ngôi nhà ở đây so với ngày xưa thì bây giờ rất là đẹp ha. Nhà cao, cửa rộng. Con đường này cũng rất là lớn. Phía trước chúng ta đó là cầu đi bộ bắc ngang qua từ quận 5 qua quận 8. Bên đây ra cầu là chợ Hòa Bình, và bên kia đó là con đường quen kênh Tà Hữu bên quận 8, con đường Hưng Phú. Và Sài Gòn bây giờ là gần 6 giờ, ánh đèn đường bắt đầu lên rồi, khi phố nhỏ lên đèn. Chúng ta nhìn bên cánh phải, cánh trái đây là bệnh viện Chợ Quán ngày xưa đó, và bây giờ là bệnh viện Nhiệt Đới nè. Kế bên thì có 192 Hàm Tử, bệnh viện Tâm Thần. Ngày hôm nay địa chỉ được thay đổi hết rồi, cái con đường này không còn 192 nữa, mà là số 6700 luôn, số rất lớn. Ta đang chạy trong làng sát lề đường. Con đường này thì có một cái bờ kè để đi bộ bên tay phải, nhưng mà ở đây thì cũng ít người đi bộ nên thành ra chúng ta thấy hơi vắng. Kiểu chạy xe máy là chính, hầu như không có xe đạp luôn. Ngôi trường Hàm Tử nè, và dọc dọc ở đây có rất nhiều kho, rồi những cái kho của ngày xưa đó tới bây giờ vẫn còn, nhưng mà không biết có còn sử dụng hay không. Và khu này là khu cầu dưới. Lại một cái hình ảnh của thôn xóm, khu xóm ngày xưa. Và đi lên một tí thì có chung cư Chợ Quán. Và khu này là khu Chợ Quán. Và con đường này thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về
tầm Thủ Thiêm đi qua quận 2 đi đến con đường cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn đó ha. Và ngày xưa theo lời chia sẻ của anh chị thì ở đây có một cái bến đò để mình đi qua bên kia quận 8 cho nó gần nè, cho nó lẹ nè. Nhưng mà cái bến đò đó bây giờ không còn nữa. Ngày xưa thì qua sông thì phải lụy đò, nhưng mà bây giờ thì không còn lụy đò nữa. Bây giờ đã có cầu rồi. Nhưng mà cầu Duy này buổi chiều kẹt xe rất là dữ, siêu kẹt xe luôn. Người ta dừng lại để nhìn lại cái khu xóm bến Hàm Tử ngày xưa nè. Và ngày hôm nay một hình ảnh rất là khác. Ở đây có một cái hẻm số 58, nhưng mà ngày nay thì hẻm đó là số 676 rồi. Hẻm số 58 ngay chính giữa camera nè, ngay vị trí này nè, ngay ánh đèn nè, thẳng vô đó là giáo xứ Mai Khôi đó. Nếu các anh chị nào mà ngày xưa chúng ta đã từng ở khu này thì mình sẽ hình dung ra. Do là những cái dãy nhà ở đây đã không còn nữa, nên thành ra những cái mặt tiền ở đây hoàn toàn là mới hết. Nên bây giờ nếu mà nhận dạng cái kiến trúc ngày xưa thì chắc có lẽ khó. Tại vì một phần có một dãy nhà ở đây đã nhường lại cho cái đại lộ này rồi, nên thành ra những nhà đây là những nhà mới không à. Bên trong có chợ nhỏ Cao Đạt đó, đi qua đường Cao Đạt đó, và đây là cầu chữ Y nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay. Một con đường có rất nhiều bến, bến Trần Văn Kiểu, bến Hàm Tử, bến Trương Dương, bến Lê Quang Liêm, xe ba bánh, xe bánh ngày xưa chở khách, nhưng mà ngày nay thì chỉ để chở hàng hóa thôi. Có xem một cái đoạn clip ngắn về cái vùng quê ở ven Sài Gòn, ở Bình Chánh đó. Họ trồng rất là nhiều mai vàng, thì hy vọng sắp tới em sẽ thực hiện kịp lúc cái thời gian mà người ta bứng lên để vô chậu, chuẩn bị cho cung ứng cho những cái chợ hoa ở các quận, trong đó có chợ hoa công viên 23 tháng 9. Và như mỗi năm thì không biết năm nay như thế nào. Đáng lý mỗi năm thì năm nay đã trang trí Noel ở những con đường lớn rồi, như là con đường Pasteur, con đường Lê Duẩn, rồi con đường Nguyễn Huệ, nhưng mà năm nay không hiểu sao vẫn chưa thấy. Có lẽ kinh tế xuống, kinh phí không có. Kinh tế thì mỗi lúc mỗi khác. Ta nhìn bên kia đó là chung cư Khánh Hội nè, cái xóm nhà sàn bữa chúng ta có đi vào đó. Thì theo những anh chị chia sẻ thì khu xóm đang trong cái giai đoạn giải tỏa, nhưng mà không biết như thế nào ở đây. Và nhìn qua quận Tư rất là đẹp ha. Bến Vân Đồn, một trong những
con đường vàng của quận 4. Ngày xưa anh chị nói nghèo, nghèo hầu như là nghèo nhất thế giới, nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy một cái giao diện mặt tiền nó không hề nghèo chút nào cả. Và phía sau những dãy nhà này là những dãy building này là những cái dãy nhà sàn, khu cầu dừa, cầu kiệu, cầu chuông. Bên kia là có rất nhiều building mới vừa xây lên. Quận 4 ngày hôm nay chúng ta nhìn không ra luôn ha. Bên đây là quận nhất, khu cầu kho nè. Hồi nãy mình đi ngang qua bến Hàm Tử, khu bến Hàm Tử, thì ở đây là khu cầu kho bến Trương Dương. Ở đây thì có cái hãng nước ngọt Trương Dương, nhưng mà ngày nay thì hãng nước ngọt nó vẫn còn hoạt động bình thường, nhưng mà hình ảnh nó hơi cũ một tí thôi. Qua thời gian phai màu, tường đá rêu phong, nước sơn bong chóc, nhưng mà hãng Trương Dương vẫn còn đó. Rồi, một số hình ảnh ở con đường ven sông kênh Tàu Hủ gửi anh chị và các bạn sự trái ngược kênh Tàu Hủ và kênh Đôi. Đại lộ rất đẹp và một con đường làng, con đường không phải đường làng mà đường trong một cái khu xóm ven dọc kênh, với sự ồn ào trái ngược với sự yên tĩnh. Chúng ta nhìn bên kia, ngày xưa có một cây cầu đó là cầu Kho, nhưng mà ngày hôm nay thì cầu đó không còn nữa ha. Đó, ngay cái lùm cây này nè. Và mình nhìn bên kia đó là hẻm 518, đi qua cái hẻm số 4 đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.